Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình này. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục là đánh tài xỉu anh em ơi. Đánh tài xỉu trên cái cổng game tài xỉu Sunwin này và cái cổng game tài xỉu trên trò chơi của mình nhá, được chưa? Quả cầu hiện tại thì nó đang chạy khá lung tung anh em ơi. Thì có khả năng là mình sẽ vào những con tài ở cái tiếng đầu tiên khoảng độ là đôi triệu thôi anh em ơi. Kiểm tra tiếng đầu tiên này. Đấy anh em ơi, cái tiếng đầu tiên thì lại gãy mất rồi anh em ạ. Khá là ảo diệu đúng không? Khá là ảo diệu cái tiếng đầu tiên này. May là mình lại đi nhẹ nhàng anh em ạ. May là mình sẽ đi nhẹ nhàng khoảng độ là 2 triệu này. Không biết là cầu nó phải là chạy cầu 332211 hay không. Thì cái tiếng này thì mình vẫn sẽ vào một con tài khoảng độ là 2 triệu nữa nhá. Đấy. Đấy, mình cũng sẽ đã đánh bạc cho anh em xem thôi đúng không? Còn phương pháp thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em cũng khá là nhiều rồi. Đấy, mình cũng chia sẻ cho anh em khá nhiều rồi. Quan trọng bây giờ là mình chia sẻ cho anh em những cái lưu ý thôi. Mình mách cho anh em những cái lưu ý thôi đúng không? Đấy. Thì quan trọng là anh em bắt cầu tài xỉu thì anh em phải căn đúng cái giờ nào mà cái cầu nó đẹp, hoặc là những cái cầu mà anh em cảm giác nó quen thuộc thì anh em mới nên đánh, chứ còn còn ví dụ cầu nào mà em cũng bơm vào anh em đánh thì chẳng có ai là muốn nạp tiền vào để mất đâu đúng không, chẳng có ai muốn nạp tiền vào để thua nhà cái đâu. Đấy như là cái quan điểm của mình, được chưa? Còn nếu như anh em đánh mà anh em đánh vui vẻ thì không sao, còn tiếng này lại gãy tiếp tục này, rất là ảo diệu luôn này. Cầu gì đấy nhỉ? Hay là bệt xỉu nhỉ? Rồi, tiếp tục là đóng khoảng độ là 4 triệu vào con xỉu nữa anh em ơi. Càng quá anh em ơi. Thua hai tay đầu này. Xem nào. Cái tiếng này thì chắc chắn rồi anh em ơi. Hút một con xỉu đúng không? Cực kỳ là chuẩn luôn nhá. Cái tiếng thứ ba, hai cái tiếng đầu tiên thì mình thử cầu thì mình đánh khá là nhẹ anh em ạ. Đấy, mình thử cầu thì mình sẽ đánh khá là nhẹ thôi, đúng không? Rồi khả năng là quả cầu này thì nó lại bệt xỉu thật anh em ạ. Thì mình vẫn sẽ vào thêm một con xỉu này tiếp tục nhá. Thử xem thôi anh em ơi, thử xem nó có bền thật hay không thôi. Rồi anh em ơi, nói chung là ấy, những cái quả cầu ở kèo bệt như thế này em cũng nên theo nhá, được chưa? Em sẽ phải nên theo cái cầu bệt. Mình thì mình cũng rất hay theo cầu bệt thôi, nhưng mà nhiều lúc mà cái cầu nó bệt đến ngắn quá thì mình cũng 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 phải chấp nhận anh em ạ, cũng phải chấp nhận thương đau thôi, được chưa?
Đúng thật anh em ạ, quả cầu nó biệt ngắn thì mình phải chấp nhận thương đau thật anh em ơi. Ảo thật đấy. Khả năng quả cầu này nó đã chạy quả cầu 4-1-2-1 rồi này. 4-1-2-1 rồi. Thì cái tiếng này mình sẽ vào một con xỉu nhá. Mình sẽ đóng vào một con xỉu này. Không biết là quả cầu này thì có phải là chạy 4-1-2-1 hay không, nhưng tạm thời là mình cứ tin tưởng nó trước được chưa? Tạm thời là mình cứ tin tưởng nó trước đã. Hy vọng là nó sẽ không lừa mình thôi, đúng không? Anh em thấy thấy ông đánh những cái tiếng bạc mà tiếng nào nó cũng cảm giác như là sắp mẹ mất đi tất cả rồi anh em ơi. Anh em thấy chưa? Mình đánh luôn luôn có những cái tiếng bạc rất là căng thẳng luôn. Để xem nào. Chuẩn rồi anh em ơi, 5-4-5-1 này. Một con xỉu 10 này. Rồi, xem nào. Khả năng quả cầu này là 4-1-2-1 thật anh em ạ. Thì mình vẫn sẽ vào một con xỉu đấy nữa nhá. Khoảng độ là 3 triệu này. Tiếng này ăn thì nghỉ luôn này. Rồi anh em ơi, cũng khả năng là nếu ăn thì cũng sẽ nghỉ anh em ạ, được chưa? Và có lẽ là mình cũng sẽ lại dừng cái video đấy thôi đúng không anh em ơi? Đấy, với số lãi như thế này thì nó cũng khá là ổn áp rồi nhá, được chưa? Đủ tin tưởng cho anh em ơi. Và các bạn chúc mình xin like video và một follow kênh nhé. Có link tải game thì mình sẽ ghi một phần mô tả cho... Kết thúc video rồi. Như anh em thấy thì kênh của mình là chuyên làm về Go88 nhé. Chia sẻ những cái cách chơi, những phương pháp chơi Go88, tài xỉu của Go88 được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân cho anh em tham khảo đấy. Chúc anh em chơi Go88 thằng lớn nhé. Nhớ like video và follow kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye anh em.